chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh 1963 thân mến, thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già, những sợi tóc chuyển sang màu bạc, những nếp nhăn trên gương mặt và những bước chân chậm chạp là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của dòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử. Lúc con cháu trưởng thành, khôn lớn cũng là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác tuổi Quý Mão cũng rất cần quan tâm đến vận hạn tài lộc, gia đạo và sức khỏe của mình nữa, đúng không nào? Được biết, bản mệnh tuổi Quý Mão sinh 1963, cuộc sống hồi bé cơ cực rất vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện nên trong tháng 10 âm lịch này, dù được dự báo bản mệnh bị nhiều hung tinh dình dập, nhưng sẽ được ơn trên ban lộc, lục hợp chống lưng, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, tai qua nạn khỏi, dược hạn dương lên, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, mười phân vẹn mười. Đặc biệt, mừng một cái là tháng 10 âm lịch tới mọi điều sẽ khác. Đối với bản mệnh tuổi Quý Mão, cái vận của Quý Mão sẽ thay đổi theo cái cách mà họ tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến, trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Quý Mão sinh 1963. Tháng 10 âm lịch là bước chuyển mình mạnh mẽ và cơ hội tỏa sáng. Thời điểm này hứa hẹn mang đến cho những người tuổi Quý Mão một giai đoạn đầy khởi sắc. Theo tử vi 12 con giáp thì vận mệnh của người tuổi Quý Mão đang bước vào một thời kỳ đầy may mắn và thăng hoa. Cục diện tam hợp kết hợp với nguyệt lệnh trường sinh đã mở ra một trang mới, mang đến hàng loạt thay đổi tích cực cho cả sự nghiệp tài lộc lẫn các mối quan hệ cá nhân. Có thể nói, đây là thời điểm mà những nỗ lực trước đây của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, vượt xa cả sự mong đợi. Thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi Quý Mão sẽ bùng nổ với nhiều cơ hội mới mẻ và hứa hẹn, bạn không chỉ nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp, mà còn tự mình khám phá ra những khả năng tiềm ẩn. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, vượt lên trên giới hạn của bản thân. Với tinh thần làm việc quyết liệt, trách nhiệm và khả năng sáng tạo, bạn sẽ dễ dàng mở rộng mối quan hệ hợp tác, tạo ra những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Có thể những dự án đã từng bị bỡ ngỡ này sẽ được khơi thông và bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, khả năng lãnh đạo của bạn được phát huy tối đa, mang lại nhiều thành tựu to lớn không chỉ cho bản thân mà còn cho cả tập thể. Hãy tự tin tiến bước vì cơ hội này không đến lần thứ hai. Về phương diện tài chính, thời điểm này sẽ mang lại nhiều tin vui cho tuổi Quý Mão. Những cơ hội đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, đem lại nguồn thu dồi dào. Bạn có thể an tâm phát triển những dự định tài chính mới, đồng thời củng cố những nền móng vững chắc cho tương lai. Đây là lúc bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng, chọn những con đường an toàn để tránh rủi ro không cần thiết. Dù vận trình tài lộc thuận lợi nhưng bạn cũng không nên quá chủ quan hay vội vàng. Bản mệnh hãy dành thời gian để phân tích kỹ các khoản đầu tư trước khi quyết định, bởi điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công bền vững và lâu dài. Mặc dù thời điểm này hứa hẹn nhiều may mắn, nhưng bản mệnh cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ có thể mang đến những rủi ro bất ngờ liên quan đến tai nạn hoặc chấn thương. Công việc bận rộn và căng thẳng kéo dài cũng có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, suy nhược về thể chất lẫn tinh thần. Hãy duy trì lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và tránh xa những căng thẳng không cần thiết. Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn, giữ cho tâm hồn thư thái và thể chất luôn dẻo dai để có thể tiếp tục tiến bước vững vàng trong giai đoạn đầy cơ hội này. Thời điểm này,
vận đào hoa của người tuổi Quý Mão sẽ nở rộ một cách đầy bất ngờ. Đối với những ai đã có đôi, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy không chỉ thấu hiểu mà còn biết cách sẻ chia, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ làm cho mối tình của bạn ngày càng bền vững và hạnh phúc. Còn đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để bạn gặp gỡ và kết nối với nửa kia của mình. Những cơ hội lãng mạn sẽ đến một cách tự nhiên. Chỉ cần bạn mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình cảm chân thành từ người đối diện, đừng quá lo lắng hay áp lực, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và hạnh phúc sẽ tìm đến. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 10 âm lịch. Người tuổi Quý Mão nắm bắt cơ hội bước đến đỉnh cao, thời điểm này mở ra một thời kỳ đầy triển vọng cho người tuổi Quý Mão. Vận trình sự nghiệp của bạn trong thời điểm này được dự báo đang trên đà phát triển vượt bậc. Đây là khoảng thời gian vàng để bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp, mưu cầu những mục tiêu lớn hơn và khẳng định giá trị bản thân. Thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn nhu cầu đại sự. Nếu trước đây bạn từng ấp ủ những kế hoạch, dự án lớn nhưng chưa dám thực hiện, thì bây giờ cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh trường sinh đang đứng về phía bạn. Vận may này không chỉ mang lại sự thuận lợi trong công việc mà còn giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với những thử thách. Với tinh thần chủ động, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội và khẳng định giá trị cá nhân. Đừng ngần ngại trau dồi thêm kỹ năng, mở rộng tầm nhìn và đón nhận những thách thức mới. Mỗi bước đi dù nhỏ bé đều có thể dẫn bạn đến những thành công lớn trong tương lai. Nếu có một ý tưởng táo bạo nào đang ấp ủ trong lòng, hãy biến nó thành hành động, vì vận may đang mở đường cho bạn. Sự chủ động và quyết đoán sẽ là chìa khóa thành công cho người tuổi Quý Mão trong thời điểm này. Khi bạn nắm bắt được thời cơ, có đủ niềm tin vào chính mình thì không điều gì là không thể. Tuy nhiên, nếu để sự do dự, thiếu quyết đoán chế ngự, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Những dự định lớn nếu được thực hiện ngay lúc này chắc chắn sẽ mang lại những thành tựu to lớn và phần thưởng xứng đáng. Đồng thời, các mối quan hệ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Với bản tính cởi mở, hòa nhã và tài năng vốn có, bạn dễ dàng tạo dựng lòng tin và sự ủng hộ từ những người xung quanh. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần, bởi sự ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè sẽ là động lực lớn giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công nhanh chóng hơn. Thời điểm này, bạn có thể nhận được cơ hội đi công tác hoặc tham gia các dự án lớn hơn. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn mở mang tầm nhìn và nâng cao kỹ năng. Mỗi chuyến đi không chỉ là dịp để bạn học hỏi, mà còn là cơ hội để bạn chứng minh năng lực bản thân với cấp trên và đồng nghiệp. Hãy chuẩn bị thật tốt vì những trải nghiệm này sẽ giúp bạn phát triển toàn diện hơn, tạo nên bản lĩnh vững vàng cho những thử thách tiếp theo. Hãy tận dụng mọi cơ hội được trao, vì sau mỗi thử thách là những phần thưởng quý giá đang chờ đón bạn. Việc trải nghiệm môi trường làm việc mới, gặp gỡ đối tác hay đối diện với những khó khăn trong công tác sẽ giúp bạn tự tin hơn, đồng thời củng cố vị trí của mình trong công ty và xã hội. Dù sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Những thử thách và áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn, lòng can đảm và bản lĩnh. Đừng sợ đối diện với khó khăn, vì chỉ khi vượt qua chúng, bạn mới thực sự hiểu được khả năng của mình và tìm ra con đường phù hợp nhất để tiến bước. Nếu bạn đang trong quá trình tìm kiếm công việc, thì thời điểm này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội mới mẻ. Thời điểm này là lúc bạn nên nâng cao khả năng chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo và mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Mọi nỗ lực này sẽ giúp bạn nổi bật trong các buổi phỏng vấn và nhanh chóng tìm được công việc mơ ước. Quan trọng nhất, hãy tự tin và thể hiện bản thân một cách tự nhiên, vì thành công sẽ đến với những ai biết nắm bắt cơ hội. Xét về phương diện tài lộc của người tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch người tuổi Quý Mão sẽ đón lộc trời ban, xây lên một nền tảng vững chắc. Tài vận của người tuổi Quý Mão tỏa sáng rực rỡ, mang đến nhiều cơ hội bất ngờ và những khoản thu lớn. Những nỗ lực không ngừng của bạn trong sự nghiệp này đã đến lúc gặt hái quả ngọt, mang đến cho bạn sự thoải mái về tài chính và niềm vui.
Sự thành công trong thời điểm này cũng là nhờ cục diện tam hợp và ảnh hưởng tích cực từ nguyệt lệnh trường sinh, đặc biệt là sự xuất hiện của thực thần. Ngôi sao tài lộc chiếu mệnh người tuổi Quý Mão, bản mệnh sẽ không chỉ đón nhận nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, mà còn mở ra thêm nhiều nguồn lợi phụ. Dòng tiền đổ về liên tục giúp bạn có sự cân đối thu chi hợp lý, đồng thời còn dư giả để giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách cho bản thân và gia đình. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng sự hanh thông trong dòng chảy tài lộc, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ kinh doanh đến đầu tư hay làm công ăn lương, bạn đều nhận được những tín hiệu tích cực và thuận lợi. Những quý nhân xuất hiện kịp thời không chỉ mang đến cơ hội làm ăn lớn, mà còn dẫn dắt bạn trên con đường phát triển dài hạn, giúp bạn xây dựng được mối quan hệ kinh doanh bền vững. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn thực hiện các dự án mới, hợp tác kinh doanh hoặc mở rộng quy mô đầu tư của mình. Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hay kinh doanh, thời điểm này chính là thời điểm vàng để bạn hiện thực hóa những kế hoạch lớn. Hãy tự tin ký kết hợp đồng, không ngại mở rộng quy mô sản xuất hay thử nghiệm những lĩnh vực mới, bởi vận khí thịnh vượng đang thúc đẩy bạn tiến lên. Những quyết định đầu tư sáng suốt trước đây giờ đây đã bắt đầu mang lại quả ngọt, đem về nguồn lợi nhuận lớn hơn cả mong đợi. Đừng do dự, chần chừ, bởi nếu không nhanh tay nắm lấy cơ hội quý giá này có thể tuột khỏi tầm tay. Thời điểm này không chỉ giúp bạn đạt được sự ổn định tài chính, mà còn đặt nền móng vững chắc cho những dự định dài hạn trong năm tới. Với tinh thần cầu tiến và quyết tâm không ngừng, bạn sẽ dễ dàng mở rộng được mạng lưới kinh doanh, tạo ra các kênh thu nhập ổn định và gia tăng đáng kể tài sản của mình. Tuy nhiên, không vì những thắng lợi hiện tại mà bạn lơ là hay mạo hiểm vào những lĩnh vực không chắc chắn. Càng gần về cuối năm, bạn cần thận trọng hơn trong mọi quyết định. Việc đầu tư bền vững và chắc chắn là chìa khóa để bạn giữ vững tài vận. Đừng chạy theo những phi vụ mạo hiểm mà bỏ qua tính an toàn trong dài hạn. Nếu biết tận dụng thời cơ và giữ cho mọi thứ ổn định, bạn chắc chắn sẽ đứng vững ở vị trí đầu bảng trong cuộc chơi tài chính này. Bên cạnh đó, sự thành công về tài chính trong thời điểm này cũng không đến một cách tự nhiên. Bạn vẫn cần phải nỗ lực và duy trì thái độ làm việc chăm chỉ để đạt được những kết quả tốt hơn. Việc lập kế hoạch tài chính cụ thể sẽ giúp bạn quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Đây không chỉ là cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn mà còn là thời gian lý tưởng để bạn cải thiện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, chuẩn bị cho những bước phát triển xa hơn. Nếu bạn là người thường xuyên lập kế hoạch tài chính và luôn hướng tới sự bền vững trong đầu tư, thì thời điểm này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích lâu dài. Hãy tận dụng thời gian này để không chỉ kiếm tiền, mà còn học hỏi thêm về các chiến lược đầu tư thông minh, mở rộng kiến thức quản lý tài chính. Đây là những bài học quý giá giúp bạn không chỉ thành công ở hiện tại, mà còn duy trì được sự thịnh vượng về lâu dài. Đừng ngần ngại tham gia các khóa học về tài chính, đầu tư hoặc quản lý tài sản, vì những kiến thức này sẽ giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của tài sản hiện có, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định cho tương lai. Thời điểm này, bạn có thể biến những đồng tiền mình kiếm được trở thành nền tảng vững chắc cho những dự định dài hạn, giúp bạn an tâm và tự tin hơn trên hành trình phía trước. Xét về phương diện sức khỏe của người tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Quý Mão trong thời điểm này sẽ có một thể trạng khá lý tưởng với sức khỏe ổn định và tinh thần vững vàng. Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự dồi dào về năng lượng, giúp bạn có thể tập trung vào theo đuổi những công việc dự định đã ấp ủ từ lâu. Nhờ vào sự bình ổn của sức khỏe, thể chất và trạng thái tinh thần tốt, bạn sẽ có đầy đủ năng lượng để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Những áp lực từ công việc, gia đình và các mối quan hệ xung quanh không thể làm bạn chùn bước. Ngược lại, bạn còn biết cách khai thác chính những khó khăn đó để tạo động lực tiến lên trong mọi mặt cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện vào thời điểm này như một lời cảnh báo, nhắc nhở người tuổi Quý Mão không được chủ quan. Dù cảm thấy khỏe mạnh, việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe vẫn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hung tinh này mang theo nguy cơ về những sự cố bất ngờ hoặc tai nạn nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Điều này đòi hỏi sự cảnh giác cao độ, không nên lơ là hay xem thường các dấu hiệu nhỏ. Công việc bận rộn có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng căng thẳng kéo dài. Những lo toan công việc, trách nhiệm đôi khi khiến bạn quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Dù trạng thái sức khỏe hiện tại có tốt đến đâu, nhưng nếu không biết giữ gìn, tinh thần mệt mỏi, lao lực cũng sẽ dẫn đến suy giảm sức khỏe về lâu dài.
Do đó, bài học quan trọng nhất trong thời điểm này đối với người tuổi Quý Mão chính là cân bằng giữa công việc và sức khỏe cá nhân. Đừng để công việc cuốn bạn vào dòng xoáy mà quên đi những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, hãy lắng nghe cơ thể mình. Biết khi nào cần nghỉ ngơi và khi nào cần tái tạo năng lượng để duy trì sức khỏe ổn định và tránh những vấn đề không mong muốn. Hãy bắt đầu bằng việc tạo thói quen tham gia các hoạt động thể chất, thể dục thường xuyên. Bạn có thể thử những môn thể thao ngoài trời như đi bộ, đạp xe hoặc tập yoga để giúp thư giãn tinh thần và làm mạnh mẽ cơ thể. Không những thế, các hoạt động thể thao này còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh vặt dễ mắc phải trong mùa lạnh. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng đầy đủ cũng là yếu tố không thể thiếu. Hãy chú trọng đến việc bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu protein để cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Hạn chế thức ăn nhanh, đồ ăn dầu mỡ vì chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong thời gian dài. Ngoài ra, giấc ngủ đủ giấc cũng là chìa khóa quan trọng giúp tinh thần minh mẫn để cơ thể phục hồi sau mỗi ngày dài làm việc căng thẳng. Đừng để những áp lực công việc làm bạn mất đi giấc ngủ quý giá, vì thiếu ngủ lâu ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Với người tuổi Quý Mão, thời điểm này cũng là thời điểm để bạn tập trung vào việc giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Những áp lực đến từ nhiều phía đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Nhưng đừng lo lắng quá, hãy dành thời gian cho chính mình thực hiện những sở thích cá nhân, thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc hay trò chuyện với những người thân yêu. Một điều quan trọng nữa, hãy biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc, dù có nhiều hoài bão và kế hoạch. Nhưng nếu bạn không biết chia nhỏ và thực hiện chúng một cách tuần tự, sự căng thẳng có thể ập đến bất ngờ ảnh hưởng lớn đến tinh thần và thể chất. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của người tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là thời điểm mà người tuổi Quý Mão sẽ cảm nhận rõ ràng sự thăng hoa trong chuyện tình cảm với sự xuất hiện của cục diện bán hợp thái tuế. Vận đào hoa của bạn bỗng nhiên rực rỡ hơn bao giờ hết, mang đến những chuyển biến tích cực trong các mối quan hệ từ gia đình đến tình yêu. Cả tinh thần và cảm xúc của bạn đều trở nên phấn chấn, lạc quan và tràn đầy hạnh phúc. Đối với những người còn độc thân, thời điểm này có thể là lúc mà bạn tìm thấy một nửa của đời mình. Vũ trụ đang dẫn lối để bạn gặp gỡ những người đặc biệt và rất có thể trong những cuộc gặp gỡ ấy, bạn sẽ nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải mở lòng chân thành và kiên nhẫn trong việc xây dựng những mối quan hệ. Đây chính là chìa khóa để bạn tìm được một tình yêu vững chắc và bền lâu. Đừng sợ hãi trước những cảm xúc mới mẻ. Hãy để tình yêu tự nhiên dẫn dắt bạn qua những hành trình cảm xúc đầy thú vị trong thời điểm này. Hãy tận dụng cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhiều người mới và không ngần ngại bày tỏ bản thân. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng, một tình yêu chân thành không chỉ là sự rung động thoáng qua, mà còn là sự chia sẻ, sự đồng cảm và gắn kết thực sự. Với những người đã có đôi có cặp, thời điểm này là khoảng thời gian tuyệt vời để tình cảm của hai bạn thêm phần sâu sắc và gắn kết những kỷ niệm. Những khoảnh khắc bên nhau trong thời điểm này sẽ làm cho mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn. Cả hai không chỉ cùng nhau trải qua những niềm vui, mà còn biết cách đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ với nhau qua những thử thách trong cuộc sống. Bạn và người ấy không chỉ tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày, mà còn biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu. Từ đó hạn chế được nhiều tranh cãi không đáng có. Sự hài hòa đồng cảm này chính là nền tảng cho một gia đạo an yên và bình lặng. Thời điểm này, bạn sẽ cảm nhận được rằng tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc tinh tế từ người bạn đời của mình. Những lời động viên, khích lệ từ người ấy sẽ trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp bạn vượt qua những áp lực công việc và đạt được nhiều thành công. Nhờ vào tình yêu thương ấy, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu chính là nền tảng vững chắc để bạn tiến xa hơn trong cuộc sống. Với tuổi Quý Mão, tình yêu trong thời điểm này không chỉ là những cảm xúc thoáng qua, mà còn mang theo dấu hiệu cho những quyết định quan trọng trong tương lai. Bạn sẽ cảm thấy rằng tình yêu không chỉ là một phần cuộc sống, mà còn là một yếu tố quyết định cho hạnh phúc và sự bình yên trong gia đạo. Nếu bạn đã trải qua những tháng ngày bên nhau đầy hạnh phúc và tin tưởng rằng đây là người bạn đời thực sự của mình, thì thời điểm này có thể chính là thời điểm mà bạn sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những bước đi xa hơn. Một đám cưới hay một quyết định sống chung có thể sẽ đến trong thời điểm này, đánh dấu sự gắn kết mãi mãi trong mối quan hệ tình cảm của bạn.
Ngoài tình yêu thì gia đình cũng là một mảng quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Quý Mão. Những cuộc trò chuyện đầm ấm, những bữa cơm gia đình hạnh phúc sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực cho bạn. Đây là lúc bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, lắng nghe và thấu hiểu những người xung quanh để củng cố mối quan hệ gia đình. Cùng với đó, nếu có những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, đây cũng là thời điểm tốt để bạn hóa giải và mang lại sự bình yên, hòa hợp. Sự thấu hiểu và lòng vị tha sẽ giúp gia đạo của bạn luôn an vui, hài hòa và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: bản mệnh nên chủ động nắm bắt được thời cơ, có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào bản thân. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu xám. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 dành cho tuổi Quý Mão sinh 1963. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963. Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Quý Mão được sao Bách Diệt chiếu mệnh, mang đến vận đào hoa dưỡng phát. Đây chính là thời điểm lý tưởng cho những người độc thân tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Những mối quan hệ xã giao mới mẻ sẽ mở ra những cơ hội tình cảm đặc biệt. Hãy sẵn sàng mở lòng và đón nhận những cảm xúc mới. Đối với những người đã có gia đình, đây cũng là tuần lễ giúp bạn và người ấy hàn gắn những hiểu lầm, khúc mắc từ trước. Không khí gia đình trở nên ấm áp hơn khi hai bạn biết cách thấu hiểu và lắng nghe nhau. Hãy tận dụng thời gian này để vun đắp tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Công việc trong tuần này cũng có nhiều khởi sắc, bạn có nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ những đối tác quan trọng. Không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, cần chú ý kiểm soát cảm xúc và không để tình cảm lấn át lý trí. Những quyết định cảm tính có thể dẫn đến sai lầm. Do đó, bạn cần phải cẩn trọng cân nhắc mọi việc một cách thấu đáo trong công việc. Hãy phát huy tối đa khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Quý Mão có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, nhưng cần lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh để có cái nhìn toàn diện hơn. Đừng khăng khăng với quan điểm của mình, vì chưa chắc bạn đã luôn đúng. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi và Mùi. Tiểu nhân cản trở là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu xanh da trời và trắng. Con số may mắn là 44, 83 và 97. Tử vi tuần thứ hai trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Bước sang tuần thứ hai, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Mão bừng sáng nhờ có các tinh thực thần soi rọi. Đây là tuần lễ tuyệt vời để bạn thực hiện các kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư mới. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ thấy doanh thu tăng trưởng rõ rệt, tiền bạc dồi dào chảy vào túi không ngừng. Nếu có ý định mua nhà, mua xe hay đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thì đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện. Tuy nhiên, bạn cần tránh những quyết định hấp tấp hoặc mạo hiểm quá mức. Dù vận may đang mỉm cười với bạn, nhưng mọi hành động cũng cần được suy xét cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng có. Hãy dành thời gian nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn. Trong tuần này, sức khỏe của bạn cũng cần được chú ý hơn. Công việc bận rộn có thể khiến bạn bị căng thẳng, dễ dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. Hãy cố gắng duy trì chế độ ăn uống hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Tinh thần thoải mái và thể chất khỏe mạnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Về mặt tình cảm, mối quan hệ gia đình vẫn duy trì được sự ổn định và hài hòa. Hãy tiếp tục dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình, đặc biệt là với người bạn đời. Sự quan tâm và chia sẻ sẽ giúp tình cảm giữa hai bạn càng thêm bền chặt. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu vàng. Con số may mắn là 22, 58, 91 và 13. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch. Trong tuần thứ 3, người tuổi Quý Mão sẽ đối mặt với một vài thử thách nhỏ, nhưng đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện sự bản lĩnh và kiên nhẫn của mình.
Bạch hổ hung tinh có thể gây ra một số tình huống căng thẳng, đặc biệt là trong công việc. Bạn có thể phải đối diện với áp lực lớn hoặc những mâu thuẫn nội bộ trong nhóm làm việc. Tuy nhiên, với sự khôn khéo và khả năng ứng xử của mình, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Tài lộc trong tuần này không có quá nhiều biến động nhưng vẫn duy trì được mức độ ổn định. Bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, hãy tiếp tục duy trì phong cách quản lý chi tiêu hợp lý và đầu tư thông minh. Đây chưa phải thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô đầu tư lớn, vì vậy, hãy tập trung vào việc ổn định nguồn thu nhập hiện tại. Trong mối quan hệ gia đình, tuần này có thể xuất hiện một vài xung đột nhỏ, nhưng bản mệnh cũng đừng lo lắng, chỉ cần cả hai biết lắng nghe và chia sẻ. Mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hãy nhớ rằng, tình yêu và sự thấu hiểu chính là chìa khóa giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quý nhân phù trợ là tuổi và tuổi ngọ. Tiểu nhân cản trở là tuổi tí và tuổi sửu. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Con số may mắn là 16, 35, 72 và 90. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963, tức từ ngày 23 đến hết tháng 10 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch mang lại những niềm vui bất ngờ cho người tuổi Quý Mão với sự hỗ trợ từ sao Thiên Đức. Bạn sẽ có những cơ hội quý giá để mở rộng sự nghiệp và củng cố vị trí của mình trong công việc. Đây cũng là tuần lễ mà bạn có thể gặt hái được nhiều thành quả từ những dự án mà bạn đã dày công xây dựng trước đó. Vận tài lộc của bạn tiếp tục duy trì ở mức khá, nhưng không nên quá vội vàng trong việc chi tiêu hay đầu tư lớn. Hãy tận dụng thời gian này để củng cố những gì đã đạt được, tránh những quyết định nóng vội. Nếu bạn biết giữ vững tâm lý và lập kế hoạch rõ ràng, thành công sẽ đến với bạn một cách chắc chắn và bền vững. Tình cảm gia đình trong tuần cuối thời điểm này sẽ trải qua một khoảng thời gian yên bình, ấm áp. Các mối quan hệ trong gia đình được duy trì hài hòa, không có xung đột hay hiểu lầm đáng kể. Đây cũng là lúc để bạn dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm và hạnh phúc bên người thân. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu cam. Con số may mắn là 10, 54, 81 và 66. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác, làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, để kích tài dưỡng lộc và thu hút may mắn. Vậy tuổi Quý Mão sinh 1963 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video nhé. Tuổi Quý Mão với tuổi Tý. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Tý sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ tuổi Tý, rồi mọi chuyện lại ổn thỏa, vì tuổi Quý Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Quý Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Quý Mão với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Quý Mão thường là làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Sửu. Bởi người tuổi Sửu rất chăm chỉ, đặc biệt, tuổi Quý Mão rất khâm phục tuổi Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Quý Mão vì tuổi Quý Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Sửu tìm đến tuổi Quý Mão với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Quý Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Quý Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Quý Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật và giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh cẩn thận, tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình.
tuổi Quý Mão với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt, với điều kiện cả hai cùng chung sức, chung lòng, tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Quý Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Quý Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Quý Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Quý Mão với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Ngọ cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc. Còn tuổi Quý Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy, rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Quý Mão với tuổi Mùi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật và tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Quý Mão, vì tuổi Quý Mão không có khả năng làm được. Tuổi Quý Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Thân cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Tuổi Quý Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và tuổi Thân cũng vậy, bởi người tuổi Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất tuổi Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác, khách hàng. Còn tuổi Quý Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho tuổi Thân, còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Quý Mão, vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Quý Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động công việc tại cơ quan, còn tuổi Quý Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Quý Mão với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Quý Mão sẽ khiến tuổi Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Quý Mão sẽ gửi trọn niềm tin đối cho tuổi Hợi. Tuổi Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Quý Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.